bộ siêu tập cardigan phần 1. Thật ra các mẫu mọi người gửi mình đều đã đặt rồi, tuy nhiên mùa dịch nên có thể giao lâu. Hôm nay review trước em này nhé. Đây là một mẫu len phong rộng có thêu gấu khá tỉ mỉ, giá thì chưa tới 200, không hợp với quần suông lắm thì phải. Phong áo rộng nên phối với quần skinny, nhưng vì mình lùn 1m5 nên không nên mặc quần ôm đâu. Mọi người có thể phối với chân váy như thế này, đi học rất là dễ thương. Bộ sưu tập cardigan phần 2, mãi mình mới nhận được em thứ hai đây rồi. Em này màu hồng họa tiết da báo, phần nút dài như thế này, cảm giác khá mong manh nhé. Mẫu này còn có 3 màu khác nữa. Về phong dáng và độ dài thì khá giống với em đầu tiên mình mua. Màu sắc phù hợp để phối với em này là trắng, hồng và đen. Khuyến khích bạn 1m5 nên phối với chân váy để nhìn trông cao hơn. Đặc biệt chân váy sleeve đi học cũng rất đẹp. Đừng quên phụ kiện như mũ hay cài tóc để thêm cá tính nhé. Thậm chí có thể siêu dễ thương như thế này. Mùa thu đông này còn có thêm lựa chọn là chân váy da, nhớ phối với bút cho hợp nhé. Cuối cùng không quên thử áo dài cho các bạn nè, mọi người thấy sao? Bộ siêu tập cardigan phần 3. Cuối cùng thì hai em tiếp theo cũng đã về rồi. Hai em này đều có tầm giá khoảng 250. Tuy nhiên khi cầm trên tay thì mình thấy rõ sự khác biệt. Đầu tiên là về phong dáng thì em gấu này mình thấy có vẻ rộng hơn. Em màu hồng có vẻ ôm hơn phần dưới. Ngoài ra em gấu này cầm nặng tay hơn nhiều nha. Lý do là tại vì em màu hồng chỉ có một lớp len thôi. Còn em gấu được may thêm một lớp len ở phía trong nữa. Mặt sẽ giữ ấm hơn rất nhiều. Hợp với những bạn ở vùng núi hoặc miền Bắc. Những bạn ở nơi không quá lạnh thì em màu hồng sẽ hợp hơn. Quả thật về phong dáng thì em màu hồng ôm hơn rất nhiều. Độ dài ngắn hơn. Những bạn thấp hơn 1m5 thì nên lấy em màu hồng nhé. Còn 1m5 mình thấy cả hai em này đều khá ổn. Giờ mình sẽ phối với vài set đồ mà mình nghĩ là hợp với mọi kiểu cardigan nhé. Lưu ý bạn nóng luôn khi mặc với quần sẽ không tạo được hiệu ứng hắt dáng nha. Khuyến khích mọi người phối với chân váy như thế này, kèm áo thun đơn giản bên trong. Thu sang thì phối thêm đôi boot, nhớ là ưu tiên chân váy ngắn nhé. Mặc không gài nút như thế này sẽ đẹp hơn. Còn đây là phong cách cho những bạn đi học. Ở những phần trước mình đã phối với áo dài rồi, mọi người vào xem lại nhé. Bộ sưu tập cardigan phần 4. Mình lại vừa mới nhận được hai em tiếp theo nè. Hai em này đều 200. Rõ ràng em hồng mình đặt size M mà không biết sao nhỏ thế. Em này chất len giống với những mẫu trước mình có, tuy cảm giác thì mỏng hơn. Còn em hồng mình cảm giác chất len rất mịn. Mình đặc biệt thích phần cúc áo, nhìn rất đẹp. Tuy em này cầm không nặng tay, nhưng mình thấy lớp bên trong màu khác thế này thì chắc cũng là hai lớp. Không biết shop có gieo nhầm size em màu hồng cho mình không, mà phong áo thì khá ôm và khá ngắn. Mình có đeo thử thì thấy em này còn ngắn hơn cả em cao hồng ngày hôm trước. Áo không có mép nên cũng không biết chắc thế nào. Em màu xanh thì có một size nha, nên hơi rộng. Bạn cao hơn 1m5 nên chọn nhé. Không uổng công mình chờ đợi, cuối cùng hai em này cũng đã về rồi. Hai em này phải gọi là siêu phẩm luôn nha. Đầu tiên là em màu be có túi, chất len mịn. Em này chất len dày dặn khá ấm, thấy nhiều bạn khá thích mẫu này. Ui là trời, với bộ đồ mà tự mình cũng thấy giống như học sinh mới về nước. Em này về độ dài và phong áo thì quá hàng hảo cho 1m5 luôn nhé. Chưa kể còn có hai túi hai bên nữa. Để đặt bộ JK về phối thử cho mọi người xem nhé. Sắp tới mặc như thế này đi Đà Lạt thì còn gì bằng. Còn đây là phong dáng của em Caro. Em này bạn 1m6 mặc lên thì sẽ đẹp hơn. Tụi mình 1m5 mặc hơi lửng lửng chứ không ngắn lắm. Em này dày dặn cực ấm, mặc đi học hoặc là đi Đà Lạt như thế này cũng rất đẹp. Mình có thử phối với quần rồi, tuy nhiên tại vì mít nam mặt nó bị lửng lửng nên không đẹp lắm. Có vẻ như thế này thì ổn hơn.